Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, đới gió đông nam ẩm yếu bớt, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến khoảng 9-10 giờ sáng, sau đó mưa hết, sương tan dần. Khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ hay là Hòa Bình, trời bắt đầu có nắng nhẹ và nhiệt độ ngày tăng lên mức 24-25 độ. Với các tỉnh thành còn lại của khu vực phía đông không có nắng nhưng trời cũng khô ráo hơn và nhiệt độ ngày duy trì trong khoảng 23-24 độ. Riêng đối với Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên hay là Sơn La vẫn là những nơi có nắng sớm, nhiệt cao 25-27 độ. Gió đông nam cũng chi phối thời tiết miền Trung nhưng chỉ là nửa phía bắc của đèo Hải Vân, khiến cho khu vực này từ đêm qua tới giờ vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, mưa thì một vài nơi nhưng sương mù cũng đang xuất hiện khá dày. Nhiều nơi tầm nhìn xa chỉ còn khoảng từ 200-300 mét. Trong ngày hôm nay, cùng với sự suy yếu của gió đông nam ẩm, thì trưa và chiều ở đây trời cũng có nắng. Từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Quảng Trị, nhiệt độ sẽ ở mức từ 26-28 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh trở ra đến Thanh Hóa phải đến chiều muộn mới có nắng, nên nhiệt độ cũng tăng lên mức là 24-26 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng sớm nên nhiệt độ cao 28-31 độ. Còn với Nam Bộ, trong ngày hôm nay, miền Đông sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35-36 độ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức nhiệt đo được trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời sẽ còn cao hơn. Trong khi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, dù chưa nắng gắt nhưng nhiệt độ cũng ở mức cao là từ 33-34 độ, cận ngưỡng nóng. Còn ở khu vực Tây Nguyên, với tiết trời nắng sớm thì nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ tăng đến mức 32-34 độ. Trên biển, hiện tượng sương mù xuất hiện ở khu vực Vịnh Bắc Bộ khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Ngoài khơi, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển sang hướng đông đến đông nam ở mức cấp 4. Khu vực huyện đảo Trường Sa, gió cũng dần chuyển sang hướng đông bắc đến đông và cường độ giảm còn cấp 4 và cấp 5. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.